Mùa đông đến, mùa nồm đến là cái nhu cầu về sử dụng máy rửa bát lại cực kỳ là cao. Thì hôm nay xin giới thiệu cho các anh chị một model máy rửa bát 8 bộ đến từ thương hiệu Kocher. Máy rửa bát có model là 8839 với tiêu chuẩn là 8 bộ bát đĩa châu Âu. Đấy. Cái nhu cầu về có một cái bộ bát đĩa lúc nào cũng được diệt khuẩn và sạch bong kinh kít ấy, là một cái nhu cầu cực kỳ là chính đáng. Nó quan tâm đến cái sức khỏe của toàn thể cả gia đình. Đấy. Đây là mặt ngoài của máy nhá. Được máy thì được mặt ngoài thì được làm bằng kính đen. Rất là sang trọng. Có tay nắm dài này. Bên sườn thì được sơn tĩnh điện cũng màu đen luôn. Đấy. Máy thì có 4 phím chức năng, khu vực bàn phím là phím cảm ứng này. Đây là phím delay này, có thể hẹn giờ rửa sau 1 đến 24 giờ. Đây là phím chọn chương trình này. Đây là phím bắt đầu này, hoặc tạm dừng để chạy chương trình này. Đây là phím nguồn. Đó. Tiêu chuẩn năng lượng A2 cộng. Đây là sục ozone này, diệt khuẩn bằng tia UV này, rửa bình sữa này. Đấy, rửa hoa quả này. Về cái công suất tiêu thụ của máy, công suất tiêu thụ điện của máy thì là trong vòng một lần rửa thì trong vòng 1 giờ thì tiêu thụ hết 0,75 kW điện. Còn công suất tiêu thụ nước là khoảng 6 lít nước trên một lần rửa. Đấy. Máy được bảo hành 2 năm tại nhà. Nếu mà các anh chị mua của bếp Tùng Lâm sẽ được miễn phí vận chuyển lắp đặt nhé. Đây, tôi sẽ mở bên trong. Máy rửa bát Kocher thì bao gồm hai dàn rửa, một dàn trên và một dàn dưới, hai dàn ngoài phun. Đấy. Dàn trên này mình có thể xếp bát con này, những cái đồ nhỏ này, xếp được khá nhiều đấy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tối thiểu là cũng phải xếp được 24 cái bát. Đấy. Bát con. Ở dàn dưới thì mình có thể rửa xong nồi này, bát tô, đĩa. Còn cái khu này thì mình có thể đổi ly cốc này. Đây là đũa và thìa, mình phải cắm vào đây. Đó, đây là cái dây cấp nước của máy này. Đây là một cái phễu để đổ muối này. Đây là quyển sách hướng dẫn sử dụng thôi. Đây là khu vực là hút đẩy của sấy sấy khí nóng nhá, sấy turbo đấy, cực kỳ là khô. Bên ngoài mặt cánh thì nó sẽ bao gồm, đây là bao gồm là khu vực để viên rửa bát này, mình để viên rửa vào đây xong đóng nắp lại đấy, khi mà chương trình chạy thì tự cái viên rửa nó sẽ bung ra này. Bên này sẽ là để dầu trợ xả, xoáy nó ra, mình đổ cái nước dầu bóng vào đấy thì nó sẽ hỗ trợ cái trong cái quá trình sấy, mình sẽ sấy được rất khô và bát đĩa nó cực kỳ là bóng. Đó. Còn đây là khu vực để muối này, muối là mềm nước nhá. Bởi vì trong cái nước sinh hoạt của chúng ta nó sẽ có rất nhiều cặn cặn canxi này, thì để cho cái hệ thống ở trong máy nó được sạch sẽ và làm việc nó tốt hơn đấy, thì nó sẽ xử lý qua cái nước đầu vào đấy. Đây khu vực cánh quạt này, tay phun ở bên dưới nhá. Này có thể nhấc ra để vệ sinh rất là dễ dàng. Xong lại ấn. Đấy. Đây là cái giỏ lọc rác này. Sau khi mà bẩn thì mình có thể tháo ra để mình vệ sinh. Xong lại bây giờ lắp vào. Cực kỳ là đơn giản. Đấy, xoáy chặt vào, không nhấc ra nữa thôi. Máy thì có chức năng sấy khô này, diệt khuẩn bằng tia UV này, diệt khuẩn bằng ozone này, kể cả rửa hoa quả, rất là tiện dụng. Các anh chị quan tâm thì có thể liên hệ với lại bếp Tùng Lâm qua số điện thoại 0904 734 656 nhé. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi.